Hello anh em trở lại kênh VVTV nha. Này hôm nay mình sẽ lột da cho anh em xem nha. Anh em nghe âm thanh rất là đã. Mảng rất là to nghe nè. Bé lột da là hiện tượng bé đang phát triển tốt, màu lớn nghe nè. Lột ra màu trong rất là sáng, bỏ đi phần da cũ tối nha. Đây là phần dính xít đang hơi điền. Đây là lột da gai nè. Gai thì hơi khó lột, mọi người phải chú ý xịt ẩm, giữ ẩm nhiều hơn mình sẽ dễ lột hơn. Này còn cứng quá. Về bữa mình sẽ